Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách đơn giản để các bạn có thể tải ứng chuyển cảnh xe giấy ở trong Adobe Premiere Pro. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải tải 12 cái hiệu ứng chuyển cảnh xe giấy mà mình có để sẵn link ở dưới phần bình luận cũng như mô tả của video này trên YouTube. Sau đó các bạn sẽ import nó vào và các bạn sẽ có một cái folder tên là video. Và ở đây chúng ta sẽ có 12 các cái mẫu chuyển cảnh khác nhau mà mình đã chuẩn bị cho các bạn để các bạn có thể thoải mái lựa chọn những cái hướng chuyển cảnh phù hợp cho cái video của bản thân. Tiếp theo đấy, các bạn quay lại giao diện Project, các bạn chuột phải vào chỗ trống, các bạn chọn mục New Item, các bạn chọn mục Color Mesh. Ở đây thì các bạn sẽ tiến hành quá trình tạo một cái mesh và các bạn sẽ nhớ cho mình là các bạn sẽ chọn nó là cái màu trắng. Xong các bạn ấn OK, các bạn tiếp tục ấn OK để tạo cái mesh. Sau đấy chúng ta sẽ chuyển qua một cái sequence mà ở đấy thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây là hai cái video mà mình muốn tạo cái ứng chuyển cảnh. Sau đó mình sẽ kéo và thả cái color mesh vào, cũng như mình co ngắn nó lại để nó phù hợp với cái đoạn giao điểm giữa cả hai video mà chúng ta đang muốn tạo hiệu ứng. Tiếp theo đấy, các bạn sẽ vào lại cái folder gọi là video nơi có sẵn các hiệu ứng chuyển cảnh ở đây. Thì các bạn có thể chọn lựa một cái hiệu ứng chuyển cảnh bất kỳ mà các bạn muốn ở cái hiệu ứng xe giấy ở đây. Giả dụ chúng ta sẽ cùng nhau chọn cái hiệu ứng xe giấy ở đây, xe giấy 4 chẳng hạn hay 6 chẳng hạn. Đây, lấy 6 đi, các bạn chuyển nó vào đây. Xong các bạn sẽ nhấc nó lên đường video 4 và các bạn giữ phím Alt để các bạn nhấc nó lên đường video 5. Xong chúng ta sẽ bôi cả hai, chúng ta chuột phải, chúng ta chọn mục Sweep Duration. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái thời lượng mà các bạn mong muốn của cái hiệu ứng này. Như cái hiệu ứng giấy này nó đang là 1 giây chẳng hạn. Các bạn muốn nó nhanh hơn một chút thì các bạn thể chỉnh nó lên thành 120% để nó tăng lên. Xong các bạn kéo nó dịch về cái giao điểm giữa hai video và các bạn co ngắn cái color mesh lại tương ứng. Tiếp theo đấy, các bạn nhấc cái video ở phía sau mà chúng ta muốn tiếp nối vào, các bạn đẩy nó vào đây. Xong các bạn ấn phím C để nó chuyển thành công cụ Razor Tool. Các bạn ấn cắt ở đây, xong các bạn bấm phím V để các bạn nhấc video xuống. Sau khi đã xong cái này rồi thì chúng ta sẽ tìm lên mục Effect ở khu vực bên này. Các bạn sẽ search cái hiệu ứng đầu tiên đây là cái hiệu ứng Noise. Đây, các bạn kéo và thả nó vào cái Color Mesh để chúng ta tạo cái Noise cho cái giấy. Xong các bạn sẽ thả tiếp hai cái hiệu ứng nữa được gọi là hiệu ứng Track Mesh Key. Các bạn thả vào Color Mesh này và các bạn thả lên cái video phía trên ở cái đường video 3. Xong các bạn chuyển qua cái giao diện được gọi là Effect Control. Ở đây các bạn click lại vào cái Layer Color Mesh. Xong các bạn sẽ chỉnh cái noise ở đây thành khoảng 40% để chúng ta thêm cái noise cho cái chuyển cảnh. Và dưới cái Check Mesh Key này các bạn chuyển cái chế độ sử dụng của nó thành Mesh Luma để nó có thể lọc được những cái phần màu sáng. Cũng như ở đây là phần mesh, các bạn sẽ chọn là lọc của cái video 5. Xong các bạn click tiếp lên cái video phía trên. Và ở đây các bạn cũng chuyển tương tự thành chế độ Mesh Luma và các bạn chọn cái này thành video 4. Thì như các bạn thấy là chúng ta sẽ có hiệu ứng chuyển cảnh như là các bạn vừa thấy ở đây. Thì như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách rất là đơn giản để các bạn có thể tạo được hiệu ứng chuyển cảnh xe giấy ở trong Adobe Premiere Pro. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, tự chuông thông báo để theo dõi video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.